Japan is officially out of recession. Thế giới loài người đang sống trong giai đoạn văn minh nhất trong lịch sử, giữa thời đại tiến bộ với những tiện ích phục vụ tốt nhất cho cuộc sống từ trước đến nay. Tuy nhiên, điều này dường như không thể góp phần chặn đứng các cuộc chiến tranh, các cuộc xung đột trên toàn thế giới. Bằng chứng là mỗi ngày, thế giới đều phải chứng kiến không ít người vô tội chết oan trong các cuộc giao tranh hay bạo lực đẫm máu. Bên cạnh những vấn đề toàn cầu vẫn được các nhà lãnh đạo trên thế giới đem ra bàn thảo hàng ngày, như chiến tranh, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, thì xung đột sắc tộc xảy ra trên phạm vi một quốc gia hay một vùng lãnh thổ cũng là một vấn đề đáng báo động hiện nay. Các vụ xung đột xảy ra chủ yếu giữa hai bộ tộc thù địch, Pokomo và Oma, tại vùng đồng bằng Tana, cách thủ đô Nairobi của Kenya khoảng 300 km về phía đông nam. Tính từ đầu năm đến nay, các vụ xung đột tại đây đã khiến ít nhất 160 người thiệt mạng. Mới đây nhất, trong ngày hôm qua 21 tháng 12, một vụ xung đột đẫm máu đã tái diễn tại nước này, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em và làm nhiều người khác bị thương. Rất nhiều ngôi nhà cũng bị thiêu cháy trong vụ việc này. Theo cảnh sát địa phương, những người nông dân thuộc bộ lạc Pokomo được vũ trang bằng giáo và súng tiểu liên AK-47 đã tấn công ngôi làng Kipao của cộng đồng người chăn nuôi gia súc Oma ở vùng châu thổ sông Tana. Làng chúng tôi đã có 26 người chết và nhiều người khác bị thương. Bên phía Pokomo cũng có 10 người đã thiệt mạng. Tôi nghĩ cảnh sát cũng có liên quan đến việc này. Tại Kenya, mối thâm thù giữa hai bộ tộc Pokomo chuyên về trồng trọt và người Oma chuyên về chăn nuôi đã tồn tại từ rất lâu và chưa từng được hóa giải. Những tranh chấp liên quan đến nguồn tài nguyên đất và nước là nguyên nhân chính của các vụ xung đột này. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho rằng cuộc thảm sát trên cùng hàng loạt vụ giết người trả đũa có khả năng liên quan đến việc vẽ lại các đường ranh giới lãnh thổ, mang động cơ chính trị và cuộc tổng tuyển cử vào năm tới tại quốc gia này. Kenya chỉ là một quốc gia điển hình cho nạn xung đột sắc tộc tại châu Phi. Các cuộc xung đột sắc tộc ở đây có đặc trưng chung là thường xảy ra trong nội bộ một quốc gia đa dân tộc hoặc nhiều bộ tộc. Ước tính ở châu Phi hiện nay có đến gần 1.000 dân tộc, bộ tộc khác nhau. Mỗi một dân tộc có nhiều đặc điểm riêng biệt. Những người lao động của các bộ tộc có bất đồng với nhau hoặc bất đồng với các bộ lạc bộ tộc khác. Nếu không có biện pháp tháo gỡ, rất dễ gây bùng nổ xung đột. Không chỉ tại châu Phi, xung đột sắc tộc cũng là một vấn đề gây đau đầu cho các nhà chức trách tại một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó điển hình là Myanmar. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2012, những căng thẳng trong quan hệ giữa người Hồi giáo và Phật giáo xuất hiện. Bạo lực bắt đầu ở bang Rakhine sau khi ba người nam giới theo đạo Hồi bị bắt vì nghi ngờ cưỡng hiếp và giết một phụ nữ theo đạo Phật. Các vụ bạo lực xuất hiện từ tháng 6 và tính đến tháng 11 vừa qua. Nó đã khiến ít nhất hơn 100 người thiệt mạng và làm hàng nghìn ngôi nhà bị thiêu rụi. Tổ chức Liên Hợp Quốc đã phải hỗ trợ khoảng 75.000 người Myanmar buộc phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc xung đột nói trên. Tôi thấy sống trên sa mạc Sahara ở châu Phi còn tốt hơn là sống trong tình trạng này. Bạo lực, nỗi sợ hãi và mất niềm tin đã gây ảnh hưởng lớn tới quá trình dân chủ hóa và phát triển, cải cách kinh tế xã hội mà Myanmar đang thực hiện. Văn phòng Tổng thống Myanmar đã cảnh báo những phần tử kích động xung đột tôn giáo sẽ bị đưa ra trước pháp luật. Trong khi đó, tại một số nước trong khu vực như ở Indonesia, bạo lực sắc tộc thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Ở miền nam Philippines, phong trào ly khai vẫn chưa chấm dứt. Và ở Thái Lan, các vụ đánh bom, tấn công xảy ra liên tiếp trong thời gian qua, cũng đã phá hoại nghiêm trọng cuộc sống bình thường của người dân địa phương. Mặc dù một số vụ việc do các phần tử cực đoan gây nên, song đằng sau nó đều có những nhân tố bất hòa dân tộc hoặc xung đột tôn giáo. Theo các nhà nghiên cứu, xung đột sắc tộc chủ yếu bắt nguồn từ sự mâu thuẫn không thể hòa giải về văn hóa hoặc lợi ích riêng. Trên thế giới hiện có hàng tỷ người với hàng nghìn dân tộc cùng chung sống. Không ít dân tộc vẫn đang sống trong cảnh nghèo đói, lạc hậu, có khuynh hướng sống độc lập, thậm chí vẫn đang thực hiện các hoạt động bạo lực có vũ trang, tách rời cộng đồng. Đây là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng xung đột sắc tộc gia tăng. Bên cạnh đó, một điều không thể phủ nhận là giữa các nền văn hóa văn minh khác nhau thường có những mâu thuẫn nhất định. Bản chất của những mâu thuẫn này nằm ở sự khác biệt về quan niệm sống, đạo đức, phong tục, tập quán, tín ngưỡng. Từ xưa đến nay, mỗi dân tộc trên thế giới đều có khuynh hướng bảo vệ nền văn hóa lâu đời của mình, chống lại sự xâm nhập các yếu tố văn hóa ngoại lai. Sự đối lập không thể điều hòa được giữa các dân tộc hoặc các tôn giáo, tất yếu sẽ dẫn đến đụng độ bạo lực.
Thực tế đã cho thấy những hậu quả nặng nề do xung đột sắc tộc hay bất đồng về tôn giáo gây ra. Không chỉ ở những nước nghèo có nhiều bộ tộc như châu Phi, mà ngay cả những nước phát triển như Nga hay Australia, xung đột sắc tộc đôi khi cũng xảy ra. Do đó, mỗi quốc gia trên thế giới đều không được phép coi nhẹ vấn đề này. Nếu không suy xét một cách nghiêm túc về vấn đề khoảng cách và bất đồng về văn hóa, đặc biệt là kiểm điểm nghiêm túc từ góc độ trao đổi văn hóa, từ đó có sự điều tiết về thiết kế chính sách, để các dân tộc đều được chia sẻ nhiều hơn thành quả phát triển và tích cực chủ động tham gia vào tiến trình phát triển, thì sẽ rất khó để giải quyết triệt để những xung đột sắc tộc hiện nay. Bên cạnh công tác trong lĩnh vực văn hóa, phát triển kinh tế đồng đều cũng là việc làm cần thiết. Kinh tế phát triển, việc giải quyết vấn đề sắc tộc tất yếu cũng sẽ tiến lên phía trước một cách đồng bộ. Nếu vấn đề sắc tộc không được giải quyết ổn thỏa, nó sẽ kiềm chế kinh tế phát triển. Mặt khác, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia cũng cần tăng cường động viên, giáo dục ý thức trách nhiệm với cả cộng đồng, tăng cường đoàn kết với các dân tộc khác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, từ đó cùng chung sức xây dựng khối đoàn kết, đấu tranh chống các hành động gây chia rẽ, hận thù giữa các dân tộc. Theo Tổ chức Liên Hợp Quốc, thế giới đương đại đang phải chứng kiến cảnh bạo lực gây ra quá nhiều cái chết oan uổng. Từ Afghanistan đến Syria và vùng Sahara ở châu Phi, chiến tranh, xung đột hay nạn khủng bố đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người trên trái đất. Do đó, ngoài việc giải quyết vấn đề trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, nhân loại cũng cần chung tay để chống lại mối đe dọa này.